bạn yêu thích những cảnh phù phép bá đạo của phù thủy tối thượng. Bạn choáng ngợp với những trường đoạn bóp méo không gian trong phim về Lã Đại Phu. Vậy thì xin chúc mừng, video này dành cho bạn. Hôm nay, về phim sẽ kể về quá trình chật vật lên màn ảnh của Doctor Strange, về lý do mà đạo diễn Scott Derrickson và Benedict Cumberbatch được tuyển mộ và những bí mật đằng sau loạt cảnh kỹ xảo lê tê phê trong phim. Hãy cùng bắt đầu ngay nào! Không tính bộ phim nửa mùa năm 1978, các bạn có biết Doctor Strange từng được cân nhắc lên màn ảnh từ những năm 80 không? Cụ thể, năm 1986, một biên kịch tại xưởng phim New World Pictures đã hoàn thiện kịch bản về Stephen Strange. Tiếc là câu chuyện này mãi mãi nằm lại trên trang giấy. 3 năm sau, đích thân cây đại thụ Stan Lee đã tham gia viết một kịch bản khác. Trong đó, phù thủy tối thượng sẽ dấn thân vào chiều không gian thứ tư và choảng nhau với Dormammu. Nhà sản xuất của studio Full Moon Entertainment thấy kịch bản này rất tiềm năng nên đã mua nó về để làm phim. Đen đủi thế nào mà quyền chuyển thể lại hết hạn ngay lúc ấy, khiến xưởng phim phải bắt tay làm dự án Doctor Strange khác, cơ mà là bản fake. Suốt thập kỷ 90, quyền chuyển thể Doctor Strange giống như một trái bóng, bị những hãng phim sút đi sút lại mà vẫn không vào. Đến cả Columbia Pictures, công ty chuyên trị phim bóng tấn, cũng nhập cuộc mà tiến độ vẫn tù mù. Mãi đến năm 2007, Paramount mới xung trận với hy vọng giải cứu bác sĩ lạ khỏi địa ngục phát triển. Họ còn đặt ra hạn mức kinh phí, thu hút được sự quan tâm của những tay làm phim tài năng. Biên kịch Neil Gaiman còn hoàn thành kịch bản nháp, trong đó có phù thủy nàng thơ của Doctor Strange nhưng vẫn bị xưởng phim từ chối. Tưởng như phù thủy tối thượng sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối, không bao giờ đến được với khán giả, thì bước ngoặt thật sự đã đến. Tháng 1 năm 2013, Kevin Feige đã xác nhận Doctor Strange sẽ là nhân vật quan trọng trong Phase 3 của MCU. Đây là động thái cho thấy sự nghiêm túc mà xưởng phim dành cho Stephen Strange, hứa hẹn tương lai tươi sáng cho nhân vật này. Ngay sau đó, Marvel đã gấp rút tuyển chọn những nhà làm phim tiềm năng nhất. Qua hơn một năm tìm kiếm, họ đã rút gọn danh sách ứng cử viên xuống còn 3 người. Vậy, ai sẽ ngồi vào ghế nóng? Câu trả lời là Scott Derrickson, nhà làm phim đứng sau nhiều tác phẩm như là Sinister hay là The Day the Earth Stood Still. Nhưng, vì sao một đạo diễn thiên về thể loại kinh dị lại được làm phim cho Marvel, công ty nổi tiếng với phong cách tươi sáng trẻ trung? Đó là bởi Scott đã chứng minh được sự khát khao và hứng thú mà ông dành cho dự án này. Để thuyết phục giới chóp bu tại Marvel, vị đạo diễn đã viết tới 12 trang kịch bản chỉ để mô tả trường đoạn Doctor Strange đánh tay bo với kẻ thù ở dạng linh hồn. Ông còn thuê người thực hiện concept art và vẽ storyboard để mang tới cái nhìn trực quan nhất. Sau đó, Scott dành ra 1 tiếng rưỡi để thuyết trình về phân cảnh này với những nhà sản xuất. Mà thế vẫn chưa đủ, vị đạo diễn còn họp tới 7 lần nữa mới nhận được cái gật đầu. Tôi phải bỏ nhiều tiền túi kinh khủng, nhưng như vậy mới chứng minh được là tôi muốn công việc này hơn bất kỳ ai, Scott Derrickson bộc bạch. Khi đã tuyển mộ thành công Scott, Marvel chủ động mua 12 trang kịch bản của ông và biến chúng trở thành một trong những trường đoạn phá cách và ấn tượng nhất của phim. Dù đã tìm được người cầm trịch dự án, nhưng Marvel lại phải giải bài toán hóc búa khác. Tìm ai vào vai Stephen Strange bây giờ? Vào thời điểm đó, cả đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều đã nhắm Benedict Cumberbatch cho vai diễn tiêu đề. Tuy nhiên, diễn viên người Anh lại lắc đầu từ chối vì anh đang rất bận rộn với vở kịch Hamlet tại quê nhà. Thế là Marvel xoay tour, tìm đến những gương mặt nổi tiếng khác như là Tom Hardy, Jared Leto và đặc biệt là Joker Joaquin Phoenix. Nhưng quá trình làm phim vẫn rậm trần tại chỗ. Joaquin Phoenix chia sẻ anh không nhận vai vì thấy phim bom tấn sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn, vì xưởng phim đã đặt ra quá nhiều yêu cầu trái với cảm nhận của anh về nhân vật. Marvel tiếp tục gửi lời mời đến rất nhiều diễn viên hạng A khác nhưng bất thành. Suy cho cùng, mọi quyết định, mọi ngả đường lại dẫn họ về với Benedict Cumberbatch. Đạo diễn Scott Derrickson khẳng định trong mắt ông không ai hợp vai hơn Benedict cả. Anh ấy là người hoàn hảo để vào vai Stephen Strange. Benedict vừa thông minh, vừa học cao hiểu rộng. Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn có thể là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh xuất chúng, Scott nhận xét về người cộng sự. Như vậy, ekip phải rời cả thời điểm bấm máy để phù hợp với lịch trình của Benedict Cumberbatch. Theo Kevin Feige, sau khi hoàn tất vở kịch Hamlet, Benedict chỉ được nghỉ ngơi 1 ngày rồi nhanh chóng khăn gói đến Nepal để quay những cảnh đầu tiên cho Doctor Strange. Quả là những người bận rộn các bạn nhỉ, nhưng nỗ lực của họ là chưa đủ để làm nên một tác phẩm điện ảnh lạ mắt. Những khung hình biến ảo của Doctor Strange không chỉ là thành quả từ sự cống hiến của đạo diễn và diễn viên chính, mà còn từ những cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ thiết kế. Trước khi phim ra mắt, Scott Derrickson đã nhận định Doctor Strange là một phim hành động kỳ quái, đầy tham vọng,
Hoang Dại và Bá Cháy. Nó chất chứa những điều mà bạn chưa bao giờ thấy. Mỗi một bối cảnh lại là một nỗ lực của chúng tôi để làm điều gì đó thật khác biệt so với trước đây. Để hiểu đoàn làm phim đã thực hiện hóa tầm nhìn kể trên như thế nào, trước hết chúng ta cần đến với giai đoạn quay phim. Được biết, có đến hơn một tiếng cảnh phim được quay dưới định dạng IMAX, phương thức làm phim hiện đại và đắt đỏ bậc nhất hiện nay. Ngoài ra, để thu lại những khung hình sống động và chân thực nhất, ekip còn sử dụng hai chiếc máy quay với độ phân giải 6K, tức là gấp rưỡi những chiếc TV LG siêu nét đang được bày bán ở điện máy xanh. Ở một số cảnh quay, người ta còn dùng một cần trục camera có thể thu lại tới 1.000 khung hình trên giây. Cần biết, tốc độ khung hình thông thường của một phim điện ảnh chỉ là 24 khung hình trên giây mà thôi. Các bạn còn nhớ cảnh Stephen Strange gặp tai nạn kinh hoàng chứ? Để thực hiện cảnh quay này, Lamborghini đã tặng Marvel tới 6 siêu xe Lamborghini Hurricane. Stefano Domenicali, giám đốc điều hành của Lamborghini đã khẳng định Stephen Strange có những phẩm chất rất giống với hãng xe nổi tiếng, đó là tham vọng khổng lồ, là tầm nhìn rộng và là một kẻ tiên phong. Một sự thật thú vị khác, đó là Marvel đã thật sự phá tanh bành một chiếc Hurricane trong quá trình làm phim. Hiện tại, chỉ mới có 13 chiếc xe thuộc dòng này đang lăn bánh tại Việt Nam và người ta phải bỏ ra không dưới 23 tỷ đồng nếu muốn sở hữu nó. Quay trở lại với Doctor Strange, dù là một phim nặng tính kỹ xảo, nhưng ekip vẫn chú trọng cảnh quay thực địa. Họ đã đặt chân tới rất nhiều địa điểm khác nhau, từ Nepal, Hồng Kông cho tới Mỹ và Anh Quốc để thực hiện phần hình ảnh cho tác phẩm này. Sau tất cả, đoàn làm phim đã dành ra nửa năm từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 cho công đoạn quay phim. Nỗ lực nhiều tới vậy, nhưng đó chưa phải là lúc họ được nghỉ ngơi. Vì còn cả một giai đoạn hậu kỳ căng thẳng đang chờ đợi, Doctor Strange sẽ ra mắt vào giữa tháng 10 năm 2016, đồng nghĩa rằng nhóm hậu kỳ chỉ có tối đa 5 tháng rưỡi để hoàn thành phần việc của mình. Do đó, Marvel đã nhờ tới sự trợ giúp của 9 công ty kỹ xảo khác nhau. Mỗi bên sẽ phụ trách một bối cảnh, một trường đoạn hoặc vật thể riêng. Dù vậy, khối lượng công việc vẫn không dễ thở hơn là bao, đến mức những chuyên gia phải sắn tay vào việc trước cả khi phim được bấm máy. Theo đạo diễn hình ảnh Ben Davis, có rất nhiều cảnh trong phim cần được phác thảo trước khi trên máy tính vì sự phức tạp của nó. Tổng cộng, Doctor Strange có khoảng 1.450 cảnh quay kỹ xảo, không phải quá nhiều so với những phim Marvel khác, nhưng giám sát viên hiệu ứng của phim cho rằng cảnh nào cũng là thử thách kinh khủng. Để các bạn dễ hình dung về những đầu việc của bộ phận hình ảnh, mình sẽ đi sâu vào câu chuyện đằng sau từng bối cảnh và vật thể quan trọng trong phim. Đầu tiên là thế giới gương, một trong những địa điểm đặc quyền của giới phù thủy. Tại đây, những pháp sư có thể bẻ cong không gian, bóp méo vật lý và làm những trò ảo diệu hơn cả Hokage đệ nhất. Chiều không gian này xuất hiện không ít lần xuyên suốt phim, ở cảnh mở đầu và cảnh rượt đuổi cao trào. Stephanie Serenti, giám sát viên kỹ xảo chính của phim tiết lộ, ông đã lấy cảm hứng từ rất nhiều chất liệu khác nhau để hoàn thiện thế giới này, bao gồm siêu phẩm thị giác Inception, những bức vẽ gây lú của họa sĩ MC Escher, hiệu ứng kính vạn hoa và cả trò chơi Monument Valley trên smartphone. Đương nhiên, những phân cảnh thao túng không gian không cho phép ekip quay ngoài thực địa. Dù của đoàn làm phim đã cố gắng bấm máy một chút tại đường phố, nhưng những cảnh choảng nhau đều được quay dưới phông xanh. Thế là phần việc khó nhất lại dồn lên vai của những kỹ thuật viên. Theo Stephanie, đây là bài toán cực kỳ hóc búa. Cụ thể, trong những phim bom tấn cháy nổ như là Avengers hay là Transformers, nhóm kỹ xảo chỉ cần sử dụng những bộ khung và chuỗi dữ liệu có sẵn, vì những phim như vậy thường chỉ bao hàm loạt cảnh nhân vật phô diễn sức mạnh, cùng lắm là môi trường xung quanh sụp đổ. Nhưng Doctor Strange thì lại khác, vì cả New York sẽ bị bẻ cong méo mó như đất nạn vậy. Lúc này, những chuỗi dữ liệu cũ sẽ chẳng giúp gì được nữa, buộc cả nhóm phải nghiên cứu và tự tạo ra những công cụ mới. Chưa hết, khi đã dựng được những bộ khung cơ bản, người ta còn phải đưa loạt cảnh môi trường qua 3 phần mềm xử lý khác nhau nhằm tạo ra thành quả cuối cùng. Được biết, ngay cả những cỗ máy quái vật tại công ty kỹ xảo uy tín ILM cũng có lúc không kết xuất được hình ảnh như mong muốn. Trong cái rủi có cái may, vì Marvel đã được kỹ thuật Jonathan Mitchell giúp đỡ nhiệt tình. Một mình người đàn ông này đã cân hết tất cả những cảnh hoa mắt trong phim, nào là ô tô bị bẻ cong, tòa nhà biến dạng rồi chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Sở dĩ John có thể cáng đáng những nhiệm vụ phức tạp như vậy là vì anh đã quá quen với bộ công cụ kỹ xảo, đã nhẫn mặt với những cảnh mãn nhãn như thế này. Nghe rất lố đúng không? Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì bối cảnh sau đây còn hơn thế cơ. Trong một trường đoạn kéo dài chưa tới 3 phút, Stephen Strange đã kinh qua tới 7 không gian khác nhau, bao gồm những địa điểm nổi bật như thế giới lượng tử, chiều không gian tối do Dormammu cai quản và thực tại biến đổi vật chất. Chuyến phiêu lưu khiến anh chìm trong cơn hoảng loạn, còn khán giả cũng quay như trong chóng. Ban đầu, trường đoạn này được lên kế hoạch kéo dài tới 7 phút, thậm chí lên tới 10 phút ở những bản thô đầu tiên. Tuy nhiên, ở bản cuối, nó bị rút ngắn nhiều và được thực hiện 100% trên máy tính.
Về cơ bản, để thực hiện một cảnh hư ảo như thế này, những kỹ thuật viên sẽ sắm vai nhà toán học, xem xét tỉ mỉ để hình dung được những hình khối sẽ xuất hiện và nảy nở như thế nào. Thậm chí còn phải căn ke từng vật thể xuất hiện theo hình thức thủ công để cảnh quay không bị giả chân. Bản thân trường đoạn này là sản phẩm từ máy tính, nên người xuất hiện trong khung hình cũng không phải là Doctor Strange bằng xương bằng thịt. Benedict phiên bản replica rõ là không thể so trình với hàng thật, nên nhóm kỹ xảo đã phải làm việc chính xác, tính toán tỷ lệ cẩn thận hơn để đoạn chuyển cảnh diễn ra mượt mà, thuyết phục khán giả. Một sự thật khác, đó là ở chiều không gian cuối cùng, ekip định bóp méo cả cơ thể của Benedict Cumberbatch, biến anh thành những khối lập phương, khối trụ hoặc là hình thù kỳ cục nào đó. Nhưng những nhà sản xuất muốn khán giả được quan sát nam diễn viên một cách trọn vẹn nên ý tưởng này không được thông qua. Thôi ghé qua những phân cảnh ảo tung chảo như vậy là đủ rồi. Chúng ta kết thúc video bằng một vật thể đơn giản hơn các bạn nhé. Khác với nhiều người hùng trong MCU, Stephen Strange không phải chiến đấu một mình. Hỗ trợ anh còn có chiếc áo choàng có chi giáp, thứ đã giúp anh rất nhiều trong việc cầm chân và vô hiệu hóa kẻ địch. Theo giám sát viên Stephanie, chiếc áo quyền năng được lấy cảm hứng trực tiếp từ tấm thảm bay của Aladdin. Cả hai đều không chỉ có suy nghĩ riêng mà còn trải qua quá trình phát triển rõ ràng để hòa hợp với chủ nhân. Để có thể làm nên tấm áo choàng cơ động, ekip đã tạo ra tới 3 phiên bản khác nhau. Trong đó, một phiên bản chỉ là cổ áo để bộ phận kỹ xảo tự thêm phần thân áo trong quá trình hậu kỳ. Với những cảnh có áo choàng, ekip sẽ quay nhiều lần. Một lần là với Benedict khoác tấm áo, một lần là không, nhằm cung cấp cho đội hậu kỳ nguồn tài nguyên dồi dào, phục vụ giai đoạn chỉnh sửa. Tóm lại, khó có thể phủ nhận Doctor Strange là một trong những phim đặc biệt nhất của MCU. Nó vừa giới thiệu một trong những nhân vật giàu quyền năng nhất, vừa mang đến những trải nghiệm mà khó bộ phim nào có thể tái hiện. Đề cử Oscar ở hạng mục kỹ xảo là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà ekip đã tạo ra. Và chúng ta hãy cùng hy vọng Scott Derrickson cùng cộng sự có thể nâng cấp những khung hình ấy trong phần hậu truyện sẽ ra mắt vào tháng 5 sắp tới. Và đó là những câu chuyện hậu trường nổi bật nhất mà Fifi muốn kể về Lạ Đại Phu. Các bạn có yêu thích siêu anh hùng hay không? Các bạn mong chờ điều gì trong phần phim kế tiếp? Vai trò của Stephen Strange trong giai đoạn trước mắt của MCU là gì? Hãy để lại giả thuyết và đóng góp cho Fifi với nhé! Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Xin chào và chúc các bạn xem phim vui vẻ! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.